Okay, Fabulous. Nghe biết thầy nó cứ đây nè, Cái mạng bên này đang có vấn đề đó, không biết sao cái mạng nó bị sao đó. Nè bây giờ mình vô đây, đây mình để bắt đầu mình với sư. Ok thì trên dưới không, bữa mình ghi mới được hai mấy từ mà đúng không, 51 từ, 20 từ. Metropolitan. Đó, có cái màu bạc đó chứ, chắc đó. Từ đầu đọc trên dưới con. Fabulous. Fabulous, Okay. reliable, Reliable, reliable. reliable, Okay. metropolitan, multicultural, Okay. viral, Variety, variety. variety, Come variety, wow. Rob, okay. Urban, Bỏ đọc đọc ocean ocean dia Asia, bỏ bỏ thì biết thôi là Asia, được, mình châu đại dương ocean là con ocean là đại dương này đúng không, dia là châu đại dương đó, mình cho biết thôi là được. mid, Medium, 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 medium medium size. mở medium Forbidden, size. easy going, Easy, easy going, top, okay. downtown, Làm sao good. skyscraper, Skyscraper. skyscraper, Hơi khó đọc chút. Scraper, okay. Stop, okay, stop. Wonder. wonder, Cái từ này mình nhớ đấy. Affordable. Affordable. affordable, affordable, Okay. công Conduct. Conduct. đi chi Okay. Mean, okay, determine, okay, làm đúng rồi, determine, chắc determine, phát cho okay. Factor, okay. công Mình còn mấy cái từ nghiệp phía dưới, cái conflict, conflict okay. Xung đột, phải nhớ nha, cái từ này chỉ xuất hiện nè, indicator thì không, indicator, cái chỉ số, mấy cái số liệu thống kê không, indicator. Để cho biết thôi chứ đã, okay. Access, access là phải biết nè, tài sản nè, nó xuất hiện nhiều trong cuộc sống mình nè, access tài sản, urban sprawl, okay. Cái này nó giống như cái một từ khác nữa, có ghế này vô, ok, ghi một cái đồng nghĩa nữa là urbanization, ok, nó giống như cái công nghiệp hóa, có biết cái công nghiệp hóa người ta hay nói không, tiếng Anh không biết có học chưa nữa, industrialization, Jason, urbanization. Có biết urban là đô thị được đúng không? Cái mình thêm cái n, mình thêm urbanization là y ngắn nè, z a t i o n, Jason, urbanization đó. Thêm cái khúc sau đó vô nữa, nó sẽ thành sự đô thị hóa.
cho biết thôi. Sẽ cho ghi cho chắc để cho ông biết sau này có gặp lại cũng đỡ bọn nữa thôi. Nhớ thì cũng hơi khó cho nên nhìn nó quen quen, nhưng mà nhớ biết là urban là đô thị nha. Mấy cái liên, mấy cái mà cái từ mà trong có cái urban trong đó thì cũng tự tự là sẽ là liên quan đến đô thị. Index, ok, đây rồi. Okay. Bài học cho nó biết cái nghĩa đó. Mặc dù không có kiểm tra nó mà sẽ xuất hiện lại. Index học cho biết cho cái chỉ số nó cũng y chang như indicator index metro cái metro có biết nè tàu điện ngầm cái ở Sài Gòn nó có tiếng đường metro nó cũng kêu là gì vậy? Có tàu điện ngầm mà nó khác ở Hà Nội. Hà Nội là cái sky train, cái tàu trên cao, sky train đúng không? Ở Hồ Chí Minh cũng sẽ có cái Skytrain đó, nhưng mà nó có vừa có tàu điện ngầm nó khác. Thế lưu ý chỗ đó. Dwell là khó nè, nhưng mà phải biết dwell là the, well là đó. Dwell là, dwell là. Giống người dân cư, dân people rồi citizen cái kiểu people đó, nhưng mà khó hơn của cái people. Negative, ok. Negative, tích cực với tiêu cực. Negative, positive, positive. For the time being, ok. Cái giờ mình quay lại mình còn xíu nữa. Mấy cái này cũng trong nè, không có gì đâu, mình đi vòng thôi. Cái jet lag, bữa mình học jet lag đúng không? Yeah. Cho bạn jet lag, okay. Crowded là gì? Nè, mấy cái từ cũng khó nè. Crowded. Sao được là bữa mình học lại gì? Nhìn vô trong đây này. Số 3 mình chọn crowded đúng không? Thì là nghĩa là gì? At weekend the city center is always packed with people. Nãy mình cũng vừa mới học từ pack luôn. Vậy là crowded là gì? Người. Sao con? Người. Đông người đúng rồi. Crowded. Đúng rồi. International. International là gì? Quốc tế. Quốc tế đúng rồi. Good. Local. Local là local, địa phương. Địa phương. Cái urban, neighboring nó cần hơn nha. Cái bữa mình làm mấy này cũng đúng nè. Nè, ôm lại một số tính từ để thầy chỉ cho không? Stressful, ok, phải biết rồi nè. Exciting. Cái forbidden bữa mình học exhausted. Modern, modern, cái hiện đại.
này bữa làm rồi. Sao con? Cái này bữa làm rồi. Bữa rồi nhưng mà phải ôn lại chứ. Nhiều từ vẫn mà. Đúng không? Frightening là đáng sợ này. Rural là nông thôn đó, đố đọc đó là urban. Populous, populous là gì? Ô nhiễm. Đâu populous, nhưng mà polluted. Populous. Đúng không? Polluted nó là ô nhiễm. Là đông đúc nha, đông đúc, giống như crowd đó con, đông dân. Có cái từ, danh từ của nó là population, là dân số. Có gì ghi vô luôn, populous xong gạch ngang là population, dân số, đông đông dân rồi, gạch ngang là dân số, sao nó dễ, dễ biết. Đó, pollution, danh từ đó là gì? Pollution, đó, cái này là tính từ mà, đúng không? Đấy. Ví dụ nha, populous, yeah, population. Okay, unemployed, okay, annoying. Cái unemployed là thất nghiệp nè, annoying là khó chịu, đáng ghét. Okay. Ok, vậy đủ à. Em mới kêu dạ, please, hà lòng, cheerful, okay. Vui vẻ, easy going, học rồi nè. Ok. Cứ như đến đây sao? Most pronoun has strong weak form, but normally we use a weak form, but if. How would you do it? 10. Thấy này cũng không có cần thiết lắm. A closer look. Này cái này so sánh nè con. Ok, mình làm từ từ thử, mình phân tích. Ok. Từ như it not as, as gì? Nó không gì như nãy gì. Nè cho con mèo này, ok, mình thấy ask rồi đúng không? Ask thì một lần này. Thì đã có ask một cái ask phía sau nữa. Ask gì? Ask nên tính từ xong rồi ask. Simple ask. Ask it look. Ask it look. Nó không có đơn giản như như nó thấy, ok? Nó không có đơn giản như vậy, đó thấy không? Ask sau đó ask là một tính từ đúng không? Và sau đó là ask. As tính từ cộng as còn ghi vô cái cấu trúc grammar. Đừng có ghi mày nó giống như từ vựng nha, nó dễ lọc tôi lắm á. Phải làm cách gì cho nó nổi bật lên tí. Dấu xa hờ đánh một cái box cho nó cái hộp cho mình dễ nhìn. Chứ đừng có viết chèn vô, mình sẽ nhìn như cái từ vựng khó khó nhớ lắm. Okay.
Ok, that skyscraper is wonderful. Đây là mình sẽ sử dụng cái gì? So sánh gì? So sánh gì không? E1 là một trong gì? So sánh hơn. Phải so sánh hơn một trong. Chọn câu nào? Chọn cái nào so sánh hơn? Cái so sánh hơn là chọn câu nào? Câu D. Câu D đúng không? Gì? Câu D là so sánh hơn hay so sánh nhất? So sánh nhất. So sánh nhất chưa đúng không? Okay, it's 100 tallest building in the world. Đó. Skyscraper, tập nhà chọc trời. The exam was. Cái bài kiểm tra thì nó như thế nào? Word sau word thì nó nhiều cái cách sử dụng được nha. Okay. Không phải gắn vô thôi. Bài kiểm tra khó. Khó đúng không? Chỉ khó nào? Đúng rồi. Không khó mà dễ. More difficult than I expected. Good. Ok, và câu 4. Life in the past was. Cuộc sống ở trong quá khứ nó như thế nào? Xong bây giờ đúng không? Xong rồi trong quá khứ nó như thế nào so với bây giờ là gắn vô từng câu để là biết liền. Chọn con nào cơ? Hát. Hát đúng rồi. Đọc lên nha, giờ đến lượt con đọc qua nha. Time the past was. Life the past was less comfortable than it is now. Comfortable, we will take care of comfortable. Comfortable. Comfortable, okay. Đọc gió gió nhẹ thôi. Cái for nhẹ thôi. Được. Okay, Mexico City is a lot. Cái thành phố Mexico thì nó như thế nào? Nó a lot là rất rất nhiều là như thế nào? Cao. Cao chắc của đây. Chọn cái nào con? Cao hoặc lớn. Cái thành phố Mexico nó như thế nào với cái gì không? Isalot nó phải như thế nào? Rất nhiều như đối với gì? Mình còn câu G đúng rồi. Thành phố thì hay so sánh với thành phố nó mới dễ. Bigger than Rome. Okay, good. Kids are growing up. Grow up là gì con? Grow up bởi mình học là gì? Grow up bởi mình học.
Get up là dậy đúng không? Rope là gì? Kid, con nhìn vô nữa. Kid là bọn trẻ đang gì? Bọn trẻ đang grow up. Để grow up lớn đúng không? Rồi, đúng rồi, trưởng thành lớn. Ok. Có ba câu à, chọn nè. Lớn nhanh nhỉ? Câu A. À, faster than ever, good. Ok, giờ mình có hai câu à. 50-50, nothing is worse. Worse là tệ nha. Okay, worse là so sánh hơn. Worse. So sánh nhất của worse là gì con? Đánh bằng cái này. Worse là tệ đúng không? Tệ hơn, không không gì tệ hơn, sẽ đánh hơn vậy. Nhưng mà sẽ nhất worse là gì? Cái hai cái đó giống nhau lắm, dễ lộn. Và lưu ý. Sẽ đánh nhất. Đấy. Nó thay thế gì? Thường thường nó là mâu sẽ là est đúng không? Ừ, vậy cái này nó sẽ thành gì? What's nhưng mà what's gì? Đắp, thay bỏ e thêm t thôi nhỉ? What's? 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 Okay, đọc cũng gần gần nhau. Thì the worst. What's? Cái đây nó lại nhấn mạnh hơn chút. Cái ghi vô nha, không nhớ thì còn phải ghi ghi chú vô á. Worst gạch ngang qua rồi đến worst. Không có gì tệ hơn gì. Đi tệ. Tắt đường. Đúng rồi, chả có nào. Câu C. Ok, nothing is worse. Đọc lên thôi. Nothing is worse than being stuck in a traffic jam. Ừ, traffic jam. Ok, câu 8 còn là gì? Different cards will encourage kids. Encourage thì cộng với gì con? Encourage somebody gì? Thế còn câu B đúng không? To spell better. Ghi vô nhé, thêm cái cấu trúc nữa. Encourage come to. Encourage somebody come to. Còn thấy chắc cuối học kỳ 1 giờ con nó cũng cho học mấy cái ngữ pháp mới là như là câu tường thuật hay gì rồi mà đúng không? Giáo viên hay dạy xong rồi tường thuật lại câu á. Nó hay cái số hiệu encourage nên cũng phải nhớ encourage. Encourage somebody come to. Touch. Nè, mình cũng có thể dùng much, a lot, a bit, a little vô nãy á. Với lại so sánh hơn, so sánh better.
With the superlative form thứ nhất nè, thì có thể sử dụng second top, second largest prison, or the third. Anh cho biết, okay, you can use by far to emphasize superlative. By far, cho đến bây giờ, by far là cho đến bây giờ. Trung Quốc cho đến bây giờ là đất nước đông dân nhất trên thế giới. Okay, bây giờ mình so sánh hơn, so sánh nhất này. London is one of one of mà giống hồi nãy mình làm one of sẽ đánh hơi sẽ đánh nhất số xí nhất là thêm est đúng rồi sẽ đánh nhất thêm est nè so sánh hơn là mình phải có đền đúng không so sánh hơn là phải hơn cái gì cái nếu nó chỉ có một mình ở trong cái câu thì chỉ có thể là sẽ nhất hơn đó vậy cho nó đỡ dễ nhớ dễ đơn giản dễ nhận biết lo gì large city in the book không mình so sánh nhất của large là gì thêm st nữa đúng rồi thì đọc lại gì one of the Largest city in the world. Okay. Its population is a lot. Is a lot gì? Mà có đền phía kia. Resources. So sánh gì con? So sánh hơn. Mà con nhớ so sánh hơn khi nào dùng more, dùng more là nó đọc nó có hai âm nha. Yeah. Hai âm trở lên, okay. Từ hai âm. Small đọc có một âm mà. Nên sử dụng có một âm thì sử dụng gì? Small. Smaller get than Tokyo or San Shanghai. It, but it is by far nữa mình mới học nè. Cho đến bây giờ. Okay. By far. By far the so sánh hơn mà trong câu này có một cái hay là so sánh hơn cái gì đúng không có đền không đâu có đền đâu đúng không và so sánh nhất chứ đúng không by far the most popular giữ nguyên chứ đúng không phải giữ nguyên chứ có đền most rồi mà mình có the most rồi chứ phải popularest gì đâu nha largest ok yeah. Có một the most mình có the most popular rồi có the most thay thế rồi tourist destination London is probably the most famous for its museum gallery palace and other side but it also includes a so sánh hơn so nhất đọc cái câu là mình biết trong đó nó có so sánh với cái gì không so sánh hơn đấy so sánh hơn thì là cái gì include ở một âm hay là nhiều âm ok một âm ok vậy là why thêm
thêm r, er. Ừ. Mà có e rồi thì thêm r thôi đúng không? Dạ. Yeah. Include a. Wider. Wider, okay. Wider range. Wider range of people, culture and religious. The many other places. People used to say that it was able, thường hay nói rằng nói gì? So sánh hơn sẽ thứ nhất. Ừ. Đúng rồi. Hai âm, một âm hay hai âm? Dirty. Một âm. Đó. Hai âm. Hai âm. Dirty, hai âm. Chứ đúng không? Dạ. Yeah. Worse. Worse gì? Thêm est hai âm mà hai âm, hai âm là già đúng không? The chứ không biết what's the đây this đâu có thêm est đâu không? Này là hai âm dài mà đúng không? À, giống như popular kìa, giống như popular là gì? It was the most chứ đúng không? The most, yeah. The most. Was dirty city too. Dirtiest. Okay, mình cần phụ không có dirtiest. I am okay. Có khi để nhầm. Yeah. What the popular? Okay, như là hai âm trả lời chứ. Cleanness. The most, hai âm chứ phải một âm, hay nhầm. Popular là ba âm. Okay. Dirtiest. Đúng rồi. Ba, mình phải dùng the most. Clean, nhưng mà hôm nay là sáu tháng hơn, sáu tháng nhất. Sáu tháng hơn thì. Clean the. Clean gì? Clean the. Clean the. Okay. To the surprise of many people, it now has some of good. Yeah, đầu tiên mình phải xác định ở đây là mình sử dụng cái gì đúng không? Dùng so sánh hơn, so sánh nhất, đúng không? So sánh nhất. Ừ, so sánh nhất. Vậy là good, nó biến thành so sánh nhất là cái gì? Từ tốt, là tốt nhất, đúng không? Vậy từ, cái từ tốt nhất là cái gì? Cái từ good là đặc biệt, phải lưu ý nó chuyển, chứ không phải là kia. Nó biến thành từ khác, chứ không phải là nó gooder hay goodness. Là gì? Tốt nhất là gì? Tốt nhất. The best. Sao con? Best thì. Đúng rồi, best. Some of the best restaurant. Tốt hơn là gì? Ừ, tốt nhất là best. Đúng rồi, vậy là tốt hơn là gì? Nó cũng nguyên lý tương tự như B gì? B thêm R đúng không? Cái best là ETR. Còn cái kia là B gì? Better. Đó. Not the best. In Europe too, for some people, this may London, exciting là ba đúng không? Ba âm. In the most. The most good city in Europe. Okay, bây giờ bắt bữa cho mình học nè.
City had recently said gì? Set up. Set off là gì? Set up là lên hả? Khởi hành chứ đúng không? Lên đường, khởi hành lên đường. I don't think Fred get gì với lại Daniel. Lúc sau, they always argue. Argue là gì không? Argue. Từ cuối cùng rồi. Đúng rồi, they always argue. Mọi người phải biết argue, mọi người biết mình chọn nào chứ đúng không? Không biết. Argue là cãi lộn, cãi nhau, ok. Cãi lộn mà. Video argue. Rồi ghét gì không? Câu 3. Câu 2 chứ. Ghét. Câu 2. Ghét. Get on with. Đúng rồi, get on with. Get over with nghĩa là giống như vượt qua được con. Get over with, vượt qua, giống như chia tay gì. Get over with. Người ta hay nói là gì? Get over, vượt qua. Get through cũng vậy. Get over with quên đi được. Okay. Chả biết. Get through mới là vượt qua. Đúng hơn, nó đúng nghĩa hơn. Get over with là vượt qua, quên đi. Okay. Câu 3. You should take your hat gì? In the cinema. Your hat off. Off, okay. Off. They children have all growing. Nãy giờ mình học grow đúng không? Yeah. Growing. Grow. Grow. Okay. And left home for the city to work. Okay. We. Con năm. We. Show up. Từ we were mà chúng tôi được gì? Chúng tôi được gì? Around. Around. Okay. Around town by volunteer student. Good. Okay. Town. Town also decide to pull cái building unsafe khi cái tòa nhà không được an toàn. Giờ bỏ tòa nhà đúng không? Giờ bỏ là gì? Pull gì? Tưởng tượng thôi con, tưởng tượng cái tòa nhà đang đó đúng không? Giờ mà kéo xuống, kéo gì? Kéo xuống. Kéo xuống chứ, đào. 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 Tốt. Giờ bỏ. Kéo xuống, nhưng mà phải kêu từ giờ bỏ nó hợp lý hơn. Cho mà kêu kéo xuống cái tòa nhà. Giờ bỏ. Oh.
underline the phrasal verb and match the meaning of the object. Okay. Một câu thì có một cái phrasal verb đúng không? Cái cầm xong rồi nó sẽ tương ứng với lại ở trên này cái nghĩa, nói chung là cái nghĩa. Mình cái phần mình chỉ cần biết cái nghĩa của tầm cái phrasal verb trong này nó tương đồng với trên là được. Okay. Turn it off là gì? Turn it off. Tắt đèn đúng không? Yeah. Vậy là cái nào trên cái hộp? Đi số 3. Đúng rồi. Press the switch. Switch là cái công tắc. They offer him a place at the company, but he turned it down. Turned down. Từ chối. Từ chối. Cái nào? Cái nào? Số 4 này. The ball refuse. The doctor want to go over the test results with the patient. Go over. Đoán thử cái bác sĩ đúng không? Muốn gì? Muốn gì với lại cái kết quả của cuộc xét nghiệm với bệnh nhân? Đúng không? Chữ số 2, kiểm tra. Examine, ok, examine. Go on. When you finish cleaning, you can go on with your work. Go on là gì con? Còn 3 từ mà đúng không? Dạ. Yeah. Go on là đi tiếp này. Go on là gì? Khi bạn dọn dẹp xong thì có thể gì với công việc của bạn? Từ số mấy? Cái từ nào? Từ cuối này. Nếu mà continue doing, okay, nếu con không biết thì con có thể làm tiếp 5-6 này đó, xong rồi đó này cũng được. Đúng rồi, go on bằng continue doing. Ghi vô này. Không chắc nó có thể xuất hiện nhưng mà thằng nghĩ cũng khả năng khác theo, bởi vì cái này nó cũng đơn giản. Go on nó cũng khá đơn giản. Yeah. Go on bằng continue doing. Okay, câu 5. When you come inside, you should take off your coat and hat.
Rượu ngon. Cho con từ nào? Take off. Move. Okay. Okay, tôi cuối cùng là make a note, put it down, okay, in your diary. Okay. By a phrase of hope. Giờ làm cho thầy nha. Yeah. Cho thầy chụp cái mặt, chụp cái này là ơ. Đây, ok. Chụp lại mà. Ờ, mình vẫn chưa xong video, chưa có con đâu. Chắc ba bữa nữa. Dạ. 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 Xong rồi ráng này cho xong nha. Dạ. Yeah. Okay. Bữa nay được thầy kể từ vựng chắc lớp ít mà đúng không? Không có nhiều nhưng mà phải ráng học cái phrase verb. Mấy cái cầm nó cũng nhiều. Ok, bữa nay đến đây thôi. Dạ. Gửi làm cho thầy trong ngày hôm nay. Dạ. Bài cầm. Gửi dưới này. Có gửi Zalo thầy. Để thầy gửi Zalo, thầy mới chấm xong rồi, để thầy gửi Zalo. Em làm xong có gửi cho thầy không á? Thì con chỉ cần ghi mấy cầm mà con thấy đó mà. Thầy thấy nó cũng đơn giản, không có gì. Cho nó xong cái phần phrase of verb đó thôi. Ok, nếu bữa sau qua phần đó. Okay.